Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online Thuốc và Sức Khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thuốc và sức khỏe đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Thần dược chữa ung thư không cần tìm kiếm đâu xa. Nhờ được phát hiện có chứa nhiều loại chất kháng ung thư, dừa cạn trở thành niềm hy vọng cho những bệnh nhân mắc căn bệnh nan y này. Một mô tả: cây dừa cạn hay còn có tên gọi khác là rau dừa, cây hoa trường xuân, tứ thời hoa, bông dừa, cây sừng dê, cây nhật tăng, cây hoa hải đăng, vân vân, tùy theo từng địa phương. Dừa cạn, cây có nguồn gốc xuất xứ ở đảo Malacca thuộc châu Phi, nhưng cây trồng ở nước ta rất nhiều để làm cảnh và làm thuốc. Dừa cạn thuộc loại cây thân cỏ, cao chừng 0,4 đến 0,8 mét, có nhựa màu trắng, lá cây, lá dừa cạn hình bầu dục, thuôn hẹp ở gốc, có cuống ngắn. Hoa dừa cạn mọc thành cụm, cụm hoa gồm hai bông mọc ra từ kẽ lá. Hoa có nhiều màu, màu đỏ, hồng, trắng với đám vàng hay đỏ ở gần họng tùy theo chủng. Hoa có cành hợp thành ống hẹp dài ở phía trên chia năm thùy. Quả dừa cạn gồm hai đại, nhiều hạt đen nhỏ. Phân bố: dừa cạn là loại cây mọc hoang ở nước ta. Loại cây này phân bố ở tỉnh Quảng Ninh đến Kiên Giang, dọc theo vùng ven biển, tương đối tập trung ở các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định và Phú Yên. 2. Dược tính. Người ta chỉ mới phát hiện ra những dược tính của cây dừa cạn trong việc áp dụng chữa bệnh, vì trong tài liệu cổ của y học cổ truyền không thấy đề cập đến cây này. Tuy vậy, y học cổ truyền một số nước cũng có ghi lại một số kinh nghiệm sử dụng dừa cạn để chữa bệnh. Ví dụ, ở Ấn Độ, châu Úc, Nam Châu Phi, quần đảo Antilles, người ta dùng dừa cạn xét uống để chữa bệnh tiểu đường cho thấy kết quả khả quan. Ngoài ra, rễ dừa cạn còn được dùng để tẩy dung, chữa sốt, làm thuốc thông tiểu, điều kinh, trị tăng huyết áp, chữa sốt rét, kiết lỵ, tiêu hóa kém. Bộ phận dùng làm thuốc của dừa cạn là rễ, lá, vạt, cả cây. Thông thường, người ta thường nhổ nguyên cả bụi cây dừa cạn về rửa sạch, cắt nhỏ, phơi khô để cắt dùng dần. Trước khi sử dụng có thể xào qua cho thơm rồi xát nước uống. Tùy theo mục đích trị liệu, dừa cạn có thể tập được phối hợp với các vị thuốc khác hoặc dùng độc vị. Năm 1958, xuất phát từ kinh nghiệm của dừa cạn chữa khối u của người dân Ấn Độ, các nhà khoa học Canada là Nabo và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu phát hiện chất kháng ung thư trong lá cây dừa cạn. Những thực nghiệm lâm sàng cho thấy chiết xuất vinblatin, vincristin có tác dụng làm giảm bạch cầu, ức chế mạch sự phân bào. Ở nồng độ cao, thuốc diệt được tế bào, còn ở nồng độ thấp làm ngừng phân chia ở tế bào. Hàm lượng các alkaloid này trong dừa cạn rất nhỏ, vì thế quá trình điều chế hai alkaloid từ cây dừa cạn là một quá trình phức hợp và chỉ chi phí giá thành cao. Hiện nay, người ta đã tìm cách sinh tổng hợp hoặc bán tổng hợp hai loại alkaloid trên để giảm giá thành của thuốc. 3. Dừa cạn dùng để chữa ung thư như thế nào? Chiết xuất alkaloid trong dừa cạn được dùng dưới dạng muối sunfat để chữa bệnh ung thư. Vinblatin sunfat. Vinblatin sunfat được coi là lựa chọn hàng đầu để điều trị ung thư biểu mô tinh hoàn. Ngoài ra, nó rất hiệu quả trong liệu pháp trị liệu Hodgkin, ung thư nhau, ung thư biểu mô da đầu và ung thư biểu mô thận. Vinblatin sunfat cũng dùng để điều trị u nguyên bào thần kinh, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư dạng nấm da. Vincristin sunfat là một trong những thuốc chống ung thư được dùng rộng rãi nhất, đặc biệt có ích đối với các bệnh nhân ung thư máu, thường được dùng để làm thuyên giảm bệnh bạch cầu, limbo cấp. Đây là loại lựa chọn hàng đầu để điều trị bệnh Hodgkin, u bạch tuyến hông, Hodgkin, ung thư biểu mô phổi,
U Wim, Bạch Cào Tỷ, Bào Mạng Đợt Cấp Tính, Satcom Erin và Sacrom Cơ Văn. Ngoài ra, ở dạng dùng phối hợp, Vincristin Sunfat còn được dùng cho ung thư biểu mô vú, ung thư cổ tử cung, u nguyên bào thần kinh và bệnh bạch cầu lympho mãn tính. Nhân dân ta đã có bài thuốc chữa bạch cầu cấp bệnh máu trắng bằng cách sát uống thân và lá cây dừa cạn khoảng 15g thân lá khô trên ngày. Cảm ơn các bạn đã xem kênh video Thuốc và Sức Khỏe. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau.